Thưa quý vị, hôm nay thời tiết Bắc Bộ và Nam Bộ đều có mưa, nhưng miền Bắc mưa đêm đến sáng, còn miền Nam mưa vào chiều tối. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào vài nơi, mưa to, thời gian mưa tập trung vào đêm đến sáng sớm. Nguyên nhân gây mưa lớn do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ, trong mưa kèm theo dông sét. Khu vực Hà Tĩnh đến Bình Thuận ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo nhiệt độ cao nhất tại đây là từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra mưa đá và gió giật mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết. Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào và dông, vài nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào đến mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Thanh Hóa, Nghệ An nhiều mây, mưa rào đến mưa to. Phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 34 đến 37 độ. Tây Nguyên có mây, ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 34 đến 36 độ.